Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh Kiến Thức Hay Không Cửa Điện. Mình là Nguyễn Đức Tiến Liền. Thì ngày hôm nay đó mình sẽ chia sẻ cho bạn đó là tại sao cái máng cắp này bị nóng. Thứ nhất đó là cái dòng điện đi qua đây cực lớn nè, nó có 1000 ampe nha. Nhưng mà cái thang cấp này mà đi nguyên lý của mình đi á là mình để cắm giờ là ok, không có sao hết. Nhưng bây giờ các bạn xem qua đây, quay qua bảng bên này, do mình đẩy cái nắp này lại nha các bạn, thì cái cáo tàu của thang cáp đó lúc đó nó đã trở thành một cái rô tô lỏng sốc, cho nên khi có dòng điện đi qua thì tạo ra một sức điện động, mà sức điện động này á là gây ra một từ thông phi, từ thông này xuyên qua mặt từ, cái này giống như mặt từ, cho nên nó tạo ra một sức điện động, cho nên nó làm cho nóng cáp và nhiệt độ tăng lên rất là cao, do đó dẫn đến là bị sẽ hỏng cáp. Cũng may mắn là chúng ta đã phát hiện được sớm, cho nên tôi xuống yêu cầu cái này là tóc, cái này là hết. Ok, cho nên hôm nay mình chia sẻ một cái kinh nghiệm cho các bạn là đi với những loại cáp lớn như thế này thì không nên đẩy nắp lại nhé. Đây này các bạn nhìn thấy đây là cấu tạo của một cái rotor lồng sắt rồi, có nắp mà nó đè như vậy là từ thông nó móc ngang qua, đương nhiên là nó sinh ra cái dòng phun khô là chuyện bình thường thôi. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp những video sau.